Đó cái nhà ơi, bắp nó lên rồi nè, có bắp nè. Đó, mấy cái cây này như cây cỏ vậy. Bắp nhỏ 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 nhỏ. Lên này đó. Có trái hả? Đâu ạ? Đây hả? Ừ. Đây, trái ở đây cả nhà. Còn nữa, nè. Nè, nè. Hả? Dài 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 trái. Thôi đi qua coi gà coi nó có đẻ thêm không? Có sao không có? Lấy trứng gà đi. Trứng gà đem vô rồi để trong nhà sao mà giờ nó bị móp hết trứng rồi nhà ơi, nó bị bể hết trứng rồi. Bể đâu nó bị? Bể hết trứng rồi. Đây nè. Đó nó bị móp nó lõm đầu rồi gà. Chứ mà chả không được. Thôi đi vô đi, thấy là dễ gạo trứng ăn. Tôi có cá anh thu hoạch luôn. Trứng nào đó. Có trẻ giờ thấy gì trời. Ê, trên này nè. Ủa, hai trứng luôn. Trời ơi, cái lã này nó dâng ra ngoài luôn rồi. Cái này nè, đây nè. Ôi. Buộc lại, lấy đâu, buộc lại mới được. Bây giờ không buộc thì để gì đi. Coi ngang gì đi. Rồi, nhém xíu rồi, nhém xíu rồi. Trong, trong đó có trứng nào không? Không, hai trứng à. Hai trứng à. Nghe hai trứng à. Trứng ok rồi. Thêm hai gà mái nữa ha. Người ta kêu ra chợ mua thêm gà mái kìa. Không, đi gà chợ mua nuôi không được đâu. Rồi vậy mới được. Mồi trứng mình quên. Rồi bà bá lỡ lấy luôn cái trứng mồi luôn rồi. Giờ bỏ lại cái chiếc mồi. Rồi, mình mồi lại trứng đi. Rồi, bây giờ qua để đặt lợp. Rồi, đây đặt, đặt lợp cá đây. Để kiếm cá, mê coi nấu canh chua gì. Thì mình thấy cá này vô đi. Mấy con cá này nói chung nó cũng rẻ tiền. Cá biển mà. Thấy mồi nó, bắt nó. Bắt cá lớn. Chưa gì thì chưa gì thấy chưa bắt được cá mà thấy tốn 4 con rồi đó. Ủa sao mà cái này nó hở như vậy nè. Hở quá vậy cha. Đâu. Coi coi. À vậy không. Mình cho nó thụng thụng vậy nè. Chứ bây giờ nó hở gì nó chui ra sao? Đúng sao? Không? Sao chui được? Nè. Không chui được. Không nè, coi nè, cái miệng nè. Nè. Thảy xuống rồi được rồi đó nè. Chui nè. Được sao chui được? Sao? À, buộc thấu cái này lại. Ok. Rồi, mình buộc thấu này lại. Đúng rồi, xong rồi. Phải sáng giả mới được. Ui. Rồi để đi rồi đi vô ăn thôi, vô thôi, vô ăn thôi. À, bữa nay bà xã cũng chia sẻ cái món xíu mại. Bồi dưỡng xíu mại thôi, ăn thôi. Lấy trứng vô cha, lấy trứng vô cha, trứng trứng trứng. Về cả nhà ơi, bữa nay mình làm xí mại ăn với bánh mì. Cái này là thịt mình xay xong rồi nè cả nhà. Cái này là thịt heo xay mà. Ờ, thịt heo xay, cái này là cỡ khoảng 700 gram thịt á. Vậy bây giờ mình bỏ mình đem vô. Mình nêm vô nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng cà phê à. Nửa muỗng cà phê muối. Không tới nửa muỗng nữa, 1/3 à. Một muỗng đường. Nửa
nửa muỗng cà phê bột ngọt. Dầu mè, cái này là dầu mè. Rồi mình làm muỗng cà phê dầu mè để cho nó thơm. Rồi một muỗng dầu hào. Muỗng canh đó, lưng lưng à. Với muỗng dầu ăn. Rồi. Một muỗng cà phê tiêu. Vậy còn cái này là tỏi. Một muỗng tỏi. Cái này à, cái gốc của cái thân cây ngò rí để vô cho nó thơm. Với hành tím. Mấy cái này là băm nhuyễn hết. Rồi còn cái này để lại hầm làm nước sốt. Rồi cái này là một muỗng canh bột năng. Bỏ vô luôn. Cái này là củ sắn với củ cải đỏ mà mình vắt nước cho nó ráo hết đây nè. Bây giờ mình bỏ vô. Mình trộn chung hết. Giật nhỏ. Trộn cho nó đều hồi cái mình giờ viên. Nhờ cho nó dẻo rằng mình nó có kết dính á. Kết dính là mình giờ viên cho nó dễ. Vậy mình bỏ vô cái trứng gà. Cái này là mình để nãy giờ trong tủ lạnh á, mình mới lấy ra nè cả nhà. À, để cũng khoảng 20 phút á. Mình trộn xong rồi mình để vô cho nó lạnh á, nó dễ nắng hơn. Nó khô lại á, nó dễ nắng hơn. Mấy làm viên nhỏ nhỏ. Viên bự quá ăn hết. Rồi sao còn vừa đủ một mâm luôn đó. Xíu mại. Bắt đầu mình hấp. Xí mại à, xíu mại. Xíu mại. Xí là xí mùi. Đó, mình để vô mình hấp vừa đủ cái này luôn đó. Rồi, để lại. Rồi, 9 giờ. Rồi, 9 giờ đó cả nhà ơi. Bây giờ mình nhắc xuống. Nhét xuống để mình làm nước sốt. Bỏ củ hành tím, tỏi vô khuy cho nó thơm. Thì bỏ cà. Này là cà, mình cà chua mình xay ra nha cả nhà. Cà chua này mình lấy hột hết rồi, cái là mình bỏ vô máy sinh tố mình xay. Đây em làm cái nước sốt. Muối. Đường. 2 3 muỗng đường đi, tại cái muỗng này nó nhỏ. Rồi. Hạt nêm. Bột ngọt nửa muỗng. Yeah. À, mình là người ta để ớt sống cái này, mình để tương ớt nha cả nhà. Cà. Để tương cà vô cho nó lấy màu. Mình không để màu đều đâu, mình lấy tương cà để mình lấy màu thôi. Yeah.
bây giờ mình múc xíu mại, mình múc xíu mại mình bỏ vô nha, bỏ vô nước sốt nha cả nhà. Bỏ cái nước mình hấp xíu mại nè, nó ra nước nè, mình bỏ vô luôn nè. Nước này bỏ vô nó ngọt. Dạ. Để cho nó sôi chút xíu đi. Nãy giờ bà bỏ hành vô. Rồi bây giờ mình bỏ hành vô nữa là xong. Bỏ hành vô là xong rồi đó, bắt đầu mình ăn thôi. Cho nó sôi sôi chút xíu đi. Rồi cả nhà của chú ơi, thì anh chị ơi, thì bây giờ nói chung là một bữa làm vườn thì rất giả ha. Wow, xí mại kìa. Đó, thì bà xã có chia sẻ một món xí mại nha cả nhà. À, coi nè, xí mại nha. Đây, đó mình cũng nâng nâng lên cho cả nhà coi ha. Ha ha. Chừng bể chứ. À, không có bể đâu trời, xí mại mà sao bể được. Ha. Nè, có ngồi dí nè, ngồi ăn hình như là bỏ ngồi dí vô đó ha. Đó, bỏ ngồi dí vô. Ê, chấm với bánh mì. Nè, nè, bây giờ thử mình bỏ ngồi dí vô nè, nó chắc bỏ ngồi dí vô chén quá. Nè, như bỏ ngồi dí vô như là nó ngon, thấy không? Thơm nó ngon. Đó, thấy không? Dí. Bánh mì. Đó, nói chung là một bữa làm vườn coi như là thu hoạch trứng gà, rồi nói chung là lên vòng trồng cái này cái kia. Thì bữa nay bà xã cũng cho một món coi như là để mà ăn để tẩm bổ á. Đặt lợp nữa. Rồi mình đặt lợp nữa, đặt lợp cá đó các cô chú anh chị. Thì nói chung là bữa sau nếu mà dính cá thì sẽ quay cái làm cái món cá cho cả nhà coi luôn. Ừ. Một cục thôi, một cục ha. Một cục, hai cục. Hai cục đi. Ha, người hai cục đi ha. Ừ. Ăn đồng cái này đi. Cái nước này khỏi cần để nước bột vô nữa nè, nó cũng sạch nữa nè. À, không có bột ha. Không, không có để bột. Tự động nó sạch anh. Nước cà. Tại vì cà. À, nước cà. Rồi, đó vậy đó. Rồi, cho trái ớt lên. Rồi, nè. Đó, muốn cắn thì cứ cắn thôi. Bánh mì xí mại nè. Chỉ có này bên nông trại lớn mới có thôi nha. Con nước nhiều các bạn. Con thích ăn nước. Chào cả nhà. Rồi, và đồ ăn xong rồi. Bây giờ xíu mại với bánh mì đồ có lên, dọn lên sẵn rồi. Bây giờ mời cả nhà dùng chung với gia đình luôn. Thôi mình mời các cô chú anh chị các con các cháu nha. Rồi mình nhầm mớt cho nó cái cây. Nói chung món này là nói chung là không thiếu được nước tương ha. Mình cho miếng nước tương đi, lạc ha. Ít thôi không có lạc. Miếng nước tương vừa thôi cho nó có cái vị của nước tương cho nó ngon. Ăn cái này mình khoái ăn tương ớt nha, tương ớt mới ngon nè. Có tương ớt trong á? Không, có tương ớt này đó. Không, ý là có tương ớt trong đây nè. Ừ, anh biết cái món này còn thiếu một cái gì nữa không em? Cái gì? Cái trứng ốp la nữa. Giống như xíu mại mà đâu phải là ấy đâu. Bánh mì xíu mại la. Bánh mì ăn. Rồi, bánh mì thôi. Cái này ăn với mì. Ăn với mì. Này, thì ăn với bánh mì đúng rồi. Ăn mì với ăn bánh tằm rồi đó. Ừ, cái này ăn với bánh tằm đúng rồi. Cả nhà có quay có thấy cái con mắt bên phải của mẹ Mai không? Đó, nó hơi đỏ là bị bệnh đó cả nhà. Ăn đi không? Cả nhà thông cảm nha. Giờ lúc nhìn thấy nó đỏ ha. Ừ, nhìn nó mờ không thấy bị cườm mà bác sĩ là kêu là nhỏ mắt, chừng nào mình thấy không đỡ thì mới chuẩn bị đi mổ. Cái Huy thấy mắt của mẹ Huy là nó bị đỏ hoài á, cái Huy mới đi mét anh Di. Tại vì sao là nói là Huy định nói cho anh Di là mẹ không cho nói, mẹ sợ nói cho anh Di lo đó. Cái mình nói cái mình có chụp hình gửi qua cho anh Di, cái anh Di nói là cái này là nó đỏ lắm rồi, phải đi chuẩn bị đi mổ đó. Hôm đi khám còn sao chứ phải là mổ đâu. Thì con mới nói với anh Di là để em đưa mẹ đi khám, cái coi bác sĩ nói sao đã. Cái này không biết cùm gì nữa mẹ, nên bác sĩ nói bị cùm gì mà. Yeah. Nói bị cườm
đục thủy tinh thể đó mà bị cườm đó mà không biết sao. Cườm phải cườm gì mới được chứ, đóng mỏ phải đi xét nghiệm đồ máu rồi kia, xét nghiệm khám đàng hoàng, cái mỏ cũng phải khăn khăn mắc mà mỏ đàng hoàng đâu có được. Nghe mẫu sợ quá. Đó hả? Nãy giờ không cần mẫu. Đâu có mẫu cái gì đâu. Trong người đâu có bệnh hoạn là mẫu xẻ. Gây mê gây tê rồi. Phải gây mê gây tê nhưng mà ý hồi nào giờ mẹ mày không có mẫu lần nào chứ nó. Với lại xác định là cần gì mới mẫu được nữa, mới cho mẫu. Chứ không phải là muốn mẫu mẫu đâu. Cần gì mới không được mẫu. Cần nước, không mẫu. Cần nước mẫu nguy hiểm lắm. Hình như là bữa bác sĩ nó cùm đá hay gì. Cùm đá thì quả may cũng còn chuyển giọng cũng ấy. Nhưng mà cũng nhiều người ta mổ rồi. Nhưng mà mẹ mày chưa bao giờ mổ. Bởi vì sợ lắm. Tại mẹ sợ thôi chứ nó bình thường mà. Cứ nó lỡ hoài, nó bị viêm á. Nó bị viêm nó mới rõ vậy. Theo bữa bác sĩ không nói không có sao đâu. Thì bác sĩ nói không sao đâu. Mổ đi mà hết. Mẹ nói mẹ sợ cái ông bác sĩ nói sợ thì tới nó mờ quá cũng phải đi mổ thôi. Đúng rồi. Chứ mẹ Huy là hàng ngày nấu ăn không thấy đường hay nấu. Nó mờ chứ không mờ. Phải là thấy đường nhưng mà nó mờ lắm, nhìn không rõ. Mẹ đi mẹ đi mổ đi, về nào mẹ trong thời gian hồi phục á con cha nấu cho mẹ ăn. Không, những cái người ăn được ăn, bây không giờ được ăn chui nha. Bây giờ mình nói mình chia sẻ những cái người nào đã, các cô chú nào mà anh chị nào mà có đã bị cườm mổ qua đó thì cho mình cũng biết một chút xíu để mà ý kiến với lại cho mình an tâm. Biết gì thông tin chút xíu. Thông tin chút xíu biết sao? Mình an tâm chút xíu chứ nào giờ không có mổ ghê quá. À. Mổ sáng nói gì? Rồi mình nói không phải mình nói cái này cái kia ở cái gì rồi sao? Mình đâu có dám. À nó mờ mày chấp nhận để vậy. Chứ mà mình đâu có biết. Không phải cái bác sĩ nói bình thường chắc cũng bình thường à, tại vì á gia đình Huy là chưa ai mổ luôn nào. Không ai mổ đâu. Không có ai bị cái gì để mà đi mổ luôn á. Rất là sợ. Cái kiểu mà cái gì mà nó lạ à. Nó không có biết tới, nào không biết tới là hay sợ hay bị sợ gì. Cũng như làm văn à, các cô chú anh chị biết không, mình cũng sợ nữa. Mà nghe nói khoan đục mà trời ơi, rồi cái để làm được bộ văn cũng chẳng ai đó. Rồi mình sợ, mình đâu có dám cầm văn đâu. Khi có đi nhổ răng sâu á. Không, câu nhổ là khác nha, còn chồng khác nữa, chồng ta khoan vô nó kìa. Khoan chắc lấy tỷ á. Ghê lắm, nghe nói giấy tỷ nhất nó sưng ghê lắm, sợ cái mụn nội luôn. Lần đầu con đi nhổ răng nè. Không phải sợ gì mà nghe nói ha, bỏ ăn quá, sưng hàm quá, làm ghê lắm. Mà mình nhiều lắm, ở nhà ơi, mình nhiều lắm, răng mình nó hư nhiều lắm. Húp nháo. Húp nháo à. Bởi vì nó mổ xẻ cũng hơi sợ thiệt, chứ không phải mình nói, chứ mà được thì cũng dám. Nếu mà mà nó an toàn mình cũng dám. Là chừng nào ba với mẹ Huy là đi đi mà có đi mổ thiệt á. Thôi được rồi. Mà đi xa để mổ á là Huy chắc ở nhà giữ nhà với lại tưới cây với cho gà ăn, chó ăn nữa chứ đi Huy đi theo là không được. Đi bỏ nhà hết không được. Bỏ giường bỏ tượng cũng được. Không yên tâm. Úc Huy với lại anh hai đó Duy đó. Thì nói chung mà nghe nói mẹ bệnh gì đó, giờ bị đau mắt rồi, cườm hay gì đó, cũng đã khám qua, cũng cho nó hay rồi. Thì nó cũng kêu, nó gợi ý là nó quyết định là đi mổ. Nhưng mà mình cũng muốn là tham khảo cái thông tin để các cô chú anh chị thương đó, mà góp ý kiến để cho mình có cái niềm tin với lại biết sao, không có lo sợ. Chắc ăn, mổ, thành công, tốt đẹp, là vợ chồng mình đi liền, cho bà xã đi liền. Đây cả nhà ơi, đây quay gần lại con mắt cho cả nhà coi nè. Đó, bên con đây bên này nè. Đỏ hơi nha. Đó, cả nhà nhìn hai con một lượt là cả nhà thấy sự khác biệt liền. Đó, bên đây đỏ lét luôn nè. Thôi bị viêm không đó, bị viêm nhiễm không biết nha. Thì chắc nó cũng bị viêm, nó cạ, nó cộm. Bây giờ cộm anh nói anh nha nè. Bây giờ nó bị dội á. Bây giờ anh góp ý nè, chưa có đi mổ, quậy nó muối lộn lộn đi. Thôi bây giờ gần một năm rồi đó, ông kêu ấy gần năm rồi đó. Ông kêu gần năm là đi mổ không? À, nhưng mà ổng nói cho nào chịu hết nổi đó, mổ. Bác sĩ kêu mẹ gần năm trời mẹ chưa đi mổ nữa. Bác sĩ nói là bị cườm mà cái này mổ được, mổ đi. Mổ xong rồi nó sáng à. Không bây giờ. À tại vì mình thấy nhỏ thuốc rồi cái nó bình thường lại, cái thấy gì cứ để luôn. Giờ nặng rồi.
cái từ từ cái lâu lâu á cái đầu có nó làm lại lần cái nhỏ thuốc vô cho nó hết rồi gì đó kéo dài cả năm nay rồi đó, có hai ba bữa làm lại lần hai ba bữa năm rồi đó. Thôi bây giờ như nè, bây giờ quậy nó muối lỏng 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 lạ lạc á, nhỏ vô chống viêm cái đi tính, rồi từ từ rồi mổ sau, coi như là lo kinh phí đầy đủ bắt đầu là mình giọt, đúng không? Ok không? Đúng không? Đi là phải chuẩn bị, đi xa mổ là phải chuẩn bị, có chuyện gì chứ chuẩn bị yên tâm đi, có sắc chi lo mà. Nói chung có cu Di lo hết rồi, với lại cu Huy cũng lo luôn, cu Huy. Nói chung mình ít thì mình lo ít, còn anh Di ảnh nhiều hơn nhiều. Rồi bữa ăn hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc rồi cả nhà. Là lý do mà Huy chia sẻ là mẹ Mai sắp đi mổ mắt là do là khi mà đi mổ mắt á, là Huy ở nhà, Huy sẽ đưa cái điện thoại quay á, cho bà bá để bà bá lên Sài Gòn bà bá quay hai cha với mẹ Huy quay để giữ lại trong trong điện thoại á. Rồi khi nào mà về tới đây thì Huy sẽ bắt đầu Huy edit, Huy đăng lên, mà trong khoảng thời gian đó là không có ra clip được. Thì khi mà cả nhà thấy mà ngưng lâu lâu không ra clip là cả nhà biết là đang đi lên Sài Gòn để mổ rồi đó. Không biết Sài Gòn là ở tỉnh nữa. Không, anh Di kia lên Sài Gòn thì lên Sài Gòn đi. Bây giờ mình cũng đã chia sẻ cái món xíu mại nha cả nhà. Xíu mại. Cái món này thì nói chung là ai đã từng ăn qua thì chắc cũng phải là ghiền đó, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Trời ơi, ăn bánh mì xíu mại hoài. Rồi tới đây thì mình cũng xin dừng clip tại đây nha, chia sẻ cái món này với các chú anh chị, các con các cháu, và hẹn clip tới, và cả nhà cũng không quên ủng hộ cho kênh Úc Huy Vlog ngày phát triển. Rồi hẹn chào gặp lại clip tới. Bye 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 cả nhà.